Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết miền Bắc đang ấm lên nhanh nhờ có nắng và trạng thái này khả năng sẽ còn duy trì trong một tuần tới, rất thuận lợi cho các kế hoạch du lịch. Còn trong ngày mai, dự báo nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc phổ biến là từ 23 cho đến 26 độ C. Tại Sơn La, dự báo những ngày tới cũng rét chủ yếu chỉ về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ thấp nhất ở mức 11 đến 13 độ C. Còn ban ngày, trời có nắng ấm, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ C, rất thuận lợi để khám phá cảnh đẹp nơi đây. Những ngày này, đèo Pha Đin, Sơn La như khoác lên mình một tấm áo mới được tô điểm bởi hoa đào, mai anh đào, hoa sắc pháo, hoa ngũ sắc và hoa sim đang đua nhau nở và đặc sắc nhất là mai anh đào. Không khí nơi đây lại rất trong lành, thích hợp để du khách tham quan, dã ngoại cũng như là cắm trại. Ở miền Trung, dự báo ngày mai vẫn có mưa nhỏ từng lúc ở các thành phố từ Đông Hà trở vào cho đến Nha Trang. Các nơi khác còn lại trời có nắng đẹp. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa trở vào cho đến Huế 21 đến 25 độ C, trời mát. Các thành phố từ Đà Nẵng xuống đến Nha Trang 25 đến 27 độ C, trời ấm, riêng có Phan Thiết 31 độ C. Nếu muốn tìm một nơi có thời tiết ổn định ở miền Trung thì quý vị có thể lựa chọn Phan Thiết, Bình Thuận. Nơi đây ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên mùa này có nhiều ngày nắng, cường độ lại không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ C, rất thích hợp để quý vị có thể tắm biển này cũng như tham gia các loại hình du lịch khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày tới cũng sẽ ít có khả năng có mưa, trời có nắng cả ngày. Buổi trưa hơi nóng khi mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 34 độ C, tối và đêm trời mát 24 độ C. Dịp này tới thành phố Hồ Chí Minh, du khách sẽ được trải nghiệm với tuyến xe buýt 2 tầng độc đáo trên sông Sài Gòn với hai khung giờ là hoàng hôn và bình minh trong ngày. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.